Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay nhân tiện tôi đấu lại cái lọc xì Pioneer có mã là 555, 3 con 5 gửi vào kiểm tra lại trước khi gửi vào Sài Gòn, quận Phú Nhuận cho một khách hàng. Thì tôi ghép với một con Ugly Technic, tiện thể giới thiệu luôn cả đôi ba thứ. Giới thiệu qua là con Ugly Technic này có mã là SUV60, Ugly màu đen, chạy công nghệ Class AA. Con Ugly này có công suất là 200W, đánh hai đôi loa, đánh AB hoặc A+B. Trên loa có chỉnh lao lớt và các đường vào âm thanh, ba lăng, bát tép. Con Ugly này tôi bán với giá 3 triệu đồng, công suất 200W. Chạy điện 110. Tôi đang ghép với cái đôi loa Victor. Victor GS606. Đôi loa tôi bán với giá 7,5 triệu đồng, bát 27. Tôi quay lại gần lại âm đi cho bạn xem. Âm đi này có kích thước bề ngang là 44 cm, chạy một sò than, sò than loại to, nghĩa là cái sò than này nó to như đây, khá to luôn. Bề ngang nó như thế này, bề ngang dài tầm cái sò này nó dài tầm 6 đến 7 cm. Nó là sò than to. Thường nếu mà nó đã chơi sò than to thì nó sẽ không chơi các, nó sẽ không có sò than nhỏ, thay cho 4 sò than nhỏ. Ly còn đẹp, khá đẹp, giá 2 triệu đồng, à 3 triệu đồng tôi nhớ. Tôi mở nhạc to các bác nghe. Bát tép tôi đang để mức giữa, tôi đang đấu qua lọc nhạc Pioneer. Lọc này tôi chuẩn bị gửi vào miền Nam cho khách ở quận Phú Nhuận. Lọc này bán với giá 4,5 triệu đồng. Tiếng khá ok luôn. Bát 27, loa bát 27 giá 7,5 triệu đồng. Nếu tính ra một cái bộ loa âm ly này hàng rời khủng thì chỉ có 10,5 triệu. Giá trị hơn rất nhiều bộ giàn đại mà âm thanh hay hơn. Tôi quay lại mặt sau âm ly cho bác xem. Ghép với lọc nhạc Pioneer.
gần cho bác xem phụ số. Loa âm ly chỉ có giá là 10,5 triệu. Đôi loa này cao 83 cm, bề ngang là 40, bề sâu là 30. Một đôi loa rất to, nghe nhạc và hát karaoke. Các cái vật thể mà mình quay màu đen thì khi quay thì nó lấy led nó kém nên nhiều khi nó bị mờ, thì các bác thông cảm. Màu sáng thì quay nó sẽ dễ hơn. Cửa hàng tôi bán tại tòa V3, chung cư Văn Phú Victoria, khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Chung cư này nằm cạnh ngã tư Văn Phú. Một mặt để giáp đường Lê Trọng Tấn, một mặt thì giáp đường Quang Trung, Hà Đông. Một cái âm ly công suất lớn, giá 3 triệu đồng.